Thưa quý vị, Quận ủy Liên Chiểu vừa tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp. Qua trao đổi, hai bên thống nhất phối hợp 4 nội dung chính, gồm lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, huy động các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận nói chung và các khu công nghiệp nói riêng, quan tâm công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong quá trình triển khai thực hiện, hai cấp ủy trao đổi các nội dung phối hợp, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, phân công trách nhiệm cụ thể thông qua văn bản, hội nghị chuyên đề, thông tin liên lạc, chủ động trao đổi, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã thống nhất. Dịp này, Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp hỗ trợ 100 suất quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn quận.